Vâng, mấy chị xin chào anh em. Chúng ta đang đứng cạnh một chiếc C300 AMG mới về. Chiếc này màu đen, nội thất màu nâu, sản xuất 2021. Đây là bản đời chót của dòng C300 AMG nhé. Chúng ta cùng nhau tham quan chiếc xe này. Thì chiếc xe này hiện tại thì đang có cái mức giá vào khoảng dưới 1 tỷ rưỡi, là chúng ta đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục gia têm và lăn bánh rồi. Thời điểm này đang giảm thuế và mức giá cực kỳ tốt cho anh em nghiên cứu. Chúng ta có một cái cụm đèn multi-beam. Đối với bản C300 AMG, bản này là bản cao nhất và được trang bị những gói option tốt nhất. Ta có đèn LED multi-beam, rồi mặt ca lăng sao rơi, có tích hợp cam 360 phía trước nhé. Xuôi xuống dưới này thì chúng ta có một bộ mâm AMG 5 chấu. Bộ mâm này được đánh giá còn đẹp hơn cả cái bản mới ra 2022. Đó. Bản AMG 5 chấu luôn. Trên gương thì tích hợp cam 360 và cảnh báo vượt. Nội thất trong xe là cái nội thất màu nâu anh em nhé, xe đi hơn 2 vạn km, 24.000, vô lăng khuyết đáy và rất nhiều những option đẳng cấp ở trong xe. Chúng ta có thêm cửa sổ trời toàn cảnh ở đây nhé, hai vùng. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này là loa Boommaster, âm thanh vòm. Chúng ta có khoảng 13 loa ở trên chiếc xe này. Nội thất nâu này được cái rất là sạch và chúng ta sẽ giữ được cái độ mới của cái da xe. Ở đây chúng ta có một cái cụm đèn LED. LED này LED hình cánh hạc nhé. Đấy, rất là đẹp. Bản C300 AMG đời 2021 trở ra thì chúng ta có chức năng đá cốp nhé. Cốp điện tự động. Không gian cốp cũng khá là rộng để chúng ta để đồ. Cốp điện luôn. Thời điểm này cả gia têm và lăn bánh là 1 tỷ rưỡi đổ về nhé, rất hợp lý cho anh em. Tất cả xe tại Thế Giới Xe Đức thì được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi lên sóng cho anh em. Tất cả các xe đều được dán phim chính hãng và rất là chất lượng. Đấy. Nội thất thì cũng đã được spa một cách sạch sẽ trước khi lên sóng. Toàn bộ thân vỏ xe cũng đã được phủ ceramic hết rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn cái khoang máy của chiếc xe C300 AMG nhé. Anh em chờ một chút, mình sẽ mở capo. Dòng C300 AMG thì sử dụng động cơ 2.0 turbo, hộp số 9 cấp, G-Tronic. Đấy. Máy thì cũng đã được spa rất là kỹ càng và sạch sẽ rồi. Đấy. Anh em về là không cần phải làm gì cả luôn. 1,5 tỷ lăn bánh toàn vẹn ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhé. Anh em nào quan tâm, Long sẽ hỗ trợ giao xe tận nơi này, sang tên, bấm biển mới cho anh em này, toàn quốc này. Đó. Chính sách hỗ trợ ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ cho anh em 70% giá trị xe luôn. Anh em quan tâm đến mẫu xe này thì inbox trực tiếp cho Long qua số điện thoại hoặc vào Facebook của Long inbox nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.